Hello, chào tất cả các bác. Mình view cho các bác xem một mẫu Latiula nhá. Trước khi mà mình nó chưa dọn thì nói chung nó khó, nhiều lúc nó bị bẩn nó nhọ nhem. Nhưng bây giờ mình đã dọn rồi đây. Đây, Lati máy 9000 dọn rồi. Full chức năng, lưng nia dọn dàn, tất cả cái tính năng cả. Đảo chiều 4 chiều các kiểu đây. Đấy, đây các bác xem mà dọn rồi nhìn có chi tiết không? Mà giá yêu thương cực luôn, yêu thương nhất thị trường. Đấy. Giá rất là đẹp. Lati thì đời không cao, nhưng nói chung là người khác phải ngước nhìn mất vì cái tốc độ chạy nóng lạnh của nó, tiết kiệm điện của nó. Đấy, cực kỳ đẹp các bác. Đấy, con mà xem lấy cái điều khiển đóng quay con nhấc vào đi. Thì là cũng nóng rồi đấy. Cắt ra chiều cho đi luôn. Không. Cứ đóng cái ấy vào xong tí tôi bỏ vào cái vế sau được. Quấn qua một màng ngoài thôi. Đây các bác nhá. Này. Chức năng. Con này là con của khách cậu đặt rồi, nhưng em thấy nó đẹp, em view cho bác xem thôi. Ai đặt tiếp thì em lại dọn tiếp cho. Đấy. Máy 9000 đấy. Không bừng bừng bắt lưng quá chưa? Bắt lưng. Ống thoát nước. Đây các bác nhá. Cực đẹp các bác. Đấy, dàn đây. Dàn thì nó tùy từng con các bác. Không nói về dàn được hàng dọn rồi. Con này có bác đặt trước rồi thì em thấy đẹp em view. Ai làm tiếp thì em lại dọn tiếp vì nhà em còn những mẫu như này. Em bố em dọn nhiều ấy nhưng không có thời gian dọn. Thật ra bây giờ rất là bận. Không gian dọn. Đây các bác đặt thì inbox cho em. Với giá chỉ là 4.800.000 các bác nhá, bao gồm cả bát lưng điều khiển. Đấy, đầy đủ cả. Đấy. 9.000 inverter chạy con này chạy phòng 15 em vuông thoải mái này. Mà cực kỳ tiết kiệm điện, Latiula cực kỳ tiết kiệm điện. Đấy. Đây hàng anh em này, hôm nay cứ đi liên tục, chung ngày 5-7 đơn cho người tiêu dùng là bình thường. Các bạn, chả biết vì lý do thì em mở kênh rất là mới thôi. Giá cực kỳ hấp dẫn các bạn. Đấy, inverter tiết kiệm điện, hàng lưng nia dọn dàn. Đời thì nó đời hơi sâu một tí, nhưng để mà dọn sơn xịt lên thì rất là đẹp. Ô không cho vào bát lưng à? Bát lưng có làm gì có. Ô thì cho vào chứ. Có mà. Có một cái thì... Đây đây. Ủa, anh mang hai ba cái liền. Tí... Ừ, mà đóng như này tí không mở được đâu. Đây các bạn. Đấy, cực đẹp các bạn. Inverter tiết kiệm điện. Hàng cực đẹp, sơn hết rồi. Bọn này em sơn hết chắc cũng dọn 3-4 mẫu nữa để cho các bác xem, để các bác tiêu dùng, bác dùng trải nghiệm thử những cái dòng điều hòa nhiệt tiết kiệm điện này. Xem như này, nhá các bác nhá. Đấy, mấy giá yêu thương là chỉ là 4.800.000 các bạn. 4.800.000. Cực kỳ hấp dẫn nhá. Đấy, hàng full tính năng Latiula. Đấy, các bác cần inbox chưa nha các bác nhá. Còn đơn của ai mà xem video này các bác xem thì chắc chỉ trong ngày nay ngày mai là sẽ hoàn thiện hết cho các bác thôi. Em sẽ lên một đơn mới nữa. Chứ hôm qua hôm kia thêm 3-4 người thợ rồi để làm kịp cho các bác. Các bác nhá. Đây, Latiula máy 9000 4.800.000 các bác nhá. Các bác cần inbox cho em. Rồi, cảm ơn các bác rất nhiều ạ. Các bác xem thì cho em một lượt subscribe, một lượt chia sẻ nhá, một lượt đăng ký kênh. Vâng, cảm ơn các bác.